bao cấp bao xin mến chào tất cả các bà con bác trong tất cả mọi người sẽ kênh thông tin của Thế Đoài TV. Thì không còn nhiều thời gian mọi người, một tin vui cực kỳ vui muốn gửi đến tất cả quý bà con bác, quý cô chú anh chị đây. Thì trong cái quãng thời gian mà thằng Thái này nó ở trong tù á, thì vô tình ngày hôm nay nó xin nhận cái mức án cao nhất từ trước phiên tòa. Mà cái vấn đề mà chúng ta cần chú ý á, đây em sẽ cho mọi người xem cái video này, cái video mà thằng Thái này nó thừa nhận cái bản án và nó chấp nhận cái mức án cao nhất đến từ các luật sư. Đây sẽ cho mọi người xem. Nhưng mà trước hết mọi người phải hiểu rằng là đây là cái mục tiêu của thằng Thái, và rất có thể là thằng Thái này đã cố tình làm cái điều đó để làm sao để cho cái cơ quan nó thừa nhận rằng là thằng Thái này có ăn năn, biết nhận lỗi để nó giảm án. Em nghĩ đây á mọi người, đây chắc chắn là một cái mục đích của chúng nó. Đó, tất cả đều có lý do, tất cả đều có mục đích, tất cả đều có kế hoạch của chúng nó hết. Cho em nghĩ là đây là một cái vấn đề mà chúng nó đã lường trước, và chúng nó đã cố tình như thận nhận tội. Đó. Nhưng mà thực chất là mới đây theo cái quân triều đình, từ bên phía cái nguồn tin hàng xóm xung quanh á, thì 283 clip đó đã bị xóa hay là bị mất tích rồi. Thì bây giờ là người ta đang trích lục và đang tìm lại liệu có bị mất hay không. Thì rất là lo lắng là không hiểu là ai đã làm lên cái chuyện này. Nhưng mà em nghĩ đây á, nó cố tình nó nói trước công chúng, cố tình nói trước cộng đồng mạng như vậy để cho chúng ta ý rằng là thằng Thái này chắc chắn một cái suất tử hình rồi, và chúng ta sẽ bỏ cuộc và quên đi cái vụ án này. Nhưng mà mọi người không biết rằng đây chắc chắn là nằm trong mục đích của thằng Thái nha mọi người. Đây chắc chắn là nằm trong mục đích của thằng Thái, và tất cả đều có kế hoạch, có mục đích rõ ràng. Đó, và cho dù chúng ta, cho dù chúng nó có khai láo hay là bịa đặt như thế nào đi nữa, thì mọi người cũng không nên bao giờ tin về cái lời của chúng nó. Thì chúng ta phải chờ đợi cái phiên tòa xét xử sớm nhất để kêu gọi cộng đồng kết án chúng nó, đưa chúng nó lên một cái mức án cao nhất nha mọi người nha. Thì trước hết thì em phải xin lỗi tất cả cô chú anh chị là trong mấy ngày hôm nay là bị các cánh đàn em Thái là tấn công rất là quyết liệt, là không cho đăng video cũng như là không thể xuất hiện mặt được. Thì đây là có lý do của nó mọi người, tất cả đều có câu chuyện, tất cả đều có lý do. Thì chắc chắn mọi người sẽ phải thông cảm, và hy vọng mọi người sẽ luôn đồng hành cùng em. Mặc dù em không xuất hiện mặt, nhưng mà cái tâm trí và cái tâm huyết của em luôn đặt hết trong cái video này, để có thể là truyền đạt những cái suy nghĩ, những cái tâm tư nguyện vọng, và kêu gọi cộng đồng cùng nhau đòi lại công bằng cho cháu bé đáng thương của chúng ta. Thì mọi người có đồng tình giúp em vậy ạ. Đó. Thì ngay sau đây, sau khi mà cái phiên tòa đã xét xử, thì chúng ta sẽ có cuộc gặp mặt để cùng nhau thảo luận liệu thằng Thái này nó đang chạy án hay là nó đang cố tình gài bẫy chúng ta. Thì chúng ta hãy chờ đợi xem nhé. Thì rất có thể là cái vụ này nó sẽ chìm xuống nếu mà chúng ta không lên tiếng. Vì vậy mọi người hãy là cố gắng lên tiếng giúp em, cố gắng kêu gọi cộng đồng cùng nhau là chống bạo hành chị em. Mọi người hãy comment giúp em từ chống bạo hành chị em phía dưới, chống bạo hành cùng nhau đòi lại công bằng cho cháu bé về. Đặc biệt nhất là 283 clip phải bị công chiếu thì cộng đồng này mới khơi dậy được. Đó, mới khơi dậy được cộng đồng. Đấy, thì có như vậy thì chúng ta mới có thể là chắc một cái suất tử hình cho thằng Thái và con Trang nha. Và mọi người chú ý là đừng quên, không riêng gì thằng Thái và con Trang nha, là cái lũ này á, nó là bịa đặt rất là nhiều chuyện rồi. Đó, và chúng ta cần phải là đặt ra một cái vấn đề là nếu vụ này nó chìm lim và không thấy ai lên tiếng nữa thì sao. Đó, thì chắc chắn chúng ta phải có phương án B nha. Tất cả phải 3 phương án lận. Phương án B là sao? Là phải tìm những cái bằng chứng tại gia đình của nhà thằng ông nội, cũng như gia đình của bố mẹ của con Trang Tiểu Tam á, để tìm thêm những thông tin bằng chứng, đặc biệt là những cái camera nha. Những cái quá trình mà camera ghi lại trong cái căn nhà của hai bên gia đình này á, là những cái manh mối quan trọng nhất để có thể là tố cáo, khởi kiện chúng nó.
thì hàng xóm xung quanh bên phía gia đình chị Hạnh á, người ta cũng là giúp đỡ rất là nhiều. Thì cũng xin là chân thành là cảm ơn tất cả cô chú anh chị luôn nha. Những con người mà luôn lên tiếng, luôn luôn chống bạo hành chị em và luôn luôn đòi lại công bằng cho tất cả con em chúng ta. Đó. Thì cũng xin là tất cả mọi người hãy là cùng nhau lên tiếng. Mỗi người có thể là góp một cái tiếng nói để sớm xét xử, sớm đưa ra xét xử cái cặp đôi gian phu dâm phụ Trang và Thái này. Thì mọi người hãy cùng nhau lên tiếng bằng cách là hãy comment phía dưới giúp em để cho em cập nhật là còn bao nhiêu người quan tâm về cái vụ án này nha mọi người. Còn bao nhiêu người nữa. Thế cho nên là không còn lâu thì mọi người hãy là chiến đấu hết mình. Và đặc biệt nhất một cái thông tin là mọi người phải thắp nhang. Thì mấy đây là trên cái trang chùa, vừa rồi em lên chùa để thắp nhang cho bé, thì cái hãy thấy cái hũ cho cốt được chuyển ra cái chỗ mới. Thì thật sự là rất là nhiều người đặt ra nghi vấn là liệu có bị các cánh đàn em Thái nó đánh cháo, nó cháo đổi rồi hay không. Đó, thì rất là lo lắng luôn. Thì không biết là em sẽ cố gắng là theo dõi. Thì hy vọng mọi người ai mà chưa thắp nhang cho cháu bé thì cùng nhau là chúng ta đã theo về cái vụ này rồi, thì chúng ta sẽ bớt chút thời gian để cầu nguyện cho bé, cho cháu chóng và cháu bé là phù hộ cho chúng ta để chiến đấu với cái lũ ác quỷ Trang và Thái nha mọi người. Đó. Và chắc chắn sẽ có xuất tử hình rồi, cho nên mọi người quý cô chú anh chị hãy cứ yên tâm. Và một cái điều cuối cùng là mọi người ai chưa thắp nhang thì hãy comment phía dưới để lên tiếng là chống bạo hành, cũng như là em sẽ đại diện cho tất cả quý cô chú anh chị ở đây. Có thể là thắp nhang cho cháu bé mỗi người một nén nhang để cầu nguyện mau chóng cho cháu bé có thể là siêu thoát và sớm nhận được cái bản án thích đáng, sớm có cái công bằng cho Vân Nan đáng thương của chúng ta. Mọi người có đồng tình không ạ? Mọi người có đồng tình với em hãy là comment phía dưới mạnh mẽ, mạnh tay giúp em nha mọi người. Thì sẽ không còn nhiều thời gian nữa đâu. Thì ngay sau đây khi mà nhận được tin á của thằng anh nha sĩ và cái bà Mai Thư này là chúng nó đã bỏ trốn ra nước ngoài rồi. Nhưng mà mọi người yên tâm, lưới trời lồng lộng đi đâu cũng không thoát khỏi được cái tội ác của chúng nó đã gây ra. Đặc biệt là cái bà Mai Thư đây đã chỉ đạo cho cái con gì ghẻ là ra tay một cách cực kỳ không thể có cái tính chất gọi là tính chất làm người ở đây nữa rồi. Nó ra tay mà nó không cần suy nghĩ luôn. Mẹ nó lấy cái chày, lấy cái búa, Nó phang vào đầu, phang vào tay, thậm chí là còn lột hết quần áo, bắt bé ăn phân nha cô chú anh chị. Thì mọi người đừng quên những cái chi tiết cực kỳ kinh khủng và man rợ đó của chúng nó. Và cùng nhau lên tiếng, cùng nhau chống bạo hành chị em, cùng nhau đòi lại công bằng. Có như vậy thì chúng ta mới có thể yên tâm mà ăn Tết. Tại vì sắp tới là ngày giỗ rồi, ngày giỗ của cháu bé chúng ta. Thì sắp tới ngày giỗ rồi thì cũng kính mong tất cả cộng đồng chúng ta có thể là cùng nhau chiến đấu hết mình vì công bằng, vì lẽ phải cho cháu bé đáng thương của chúng ta nha cô chú anh chị. Đó. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video tiếp sau. Và một lần nói cuối cùng em muốn gửi đến tất cả cộng đồng chúng ta là hãy giữ gìn sức khỏe để có thể chiến đấu. Tại vì một cái cánh thân cận của em đó, một cái đồng nghiệp, một cái anh thì vừa rồi xuống Vũng Tàu để lấy thông tin cho quý cô chú anh chị để có cái cuộc phỏng vấn á, thì chẳng may là bị đàn em Thái tấn công. Điều này là có thật 100% nha mọi người. Tại vì sao? Tại vì trên đường đi là bị xe tông mọi người, thì nát cái đầu xe luôn và chúng nó đã bỏ trốn rồi. Thì cực kỳ rất là đáng thương và chúng ta phải kêu gọi hết lần này đến lần khác để có thể là lôi các lũ gọi cái lũ đàn em Thái ra khỏi cái ánh sáng, ra cái cán cân công lý của chúng ta để tiếp tục đồng hành cùng nhau chiến đấu hết mình vì lẽ phải, vì công bằng cho cháu bé đáng yêu của chúng ta nha cô chú anh chị. Thì là nói cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp sau. Đặc biệt nhất bước đầu cái tháng 11 này sẽ có rất là nhiều thông tin liên quan tới tòa án nha cô chú anh chị. Đó,
thì hy vọng mọi người sẽ cố gắng là cập nhật thông tin và chiến đấu hết mình vì cháu bé. Và xin gửi lời chào đến tất cả cô chú anh chị và hẹn gặp mọi người ở trong video tiếp sau ạ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ạ.